Dương chi tình thì biến sai tam mà thiên tăng bạn đứng lời nhân thiên quan giới hoàng tăng viên diện tôi tiêu ông liên nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô địa bồ tát ma ha Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Dạ dạ nam mô a di đà bà lô yên đế lương bát ra gia bồ đề tán đoà bà gia bà gia ma ca lô ni ca gia tâm bàn ra hoàng về số đáng na tán đoà nam mô ni mong a di đà bà lộ yên đế lương phát ra lăng đà bà làm mô na ra cần trì bạn đà xa mê tăng bà tha đầu vũ văn ha thề dựng tăng bà đạt đà na ma bà già đạt điện na bà lộ ma ra ma e ma e ri đà dừng câu lô kiến mong độ lô và xa gia đề gia đề đà ra đà ra địa ri ni thân phận ra gia gia ra gia ra mà ma vạn ma ra mùng đề lệ thân na thân phận ra xá lợi và xá và xâm phận ra xả gia ô lô lô hề rờ hề rì ta ra thân rì tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia di đế rì gia na ra cấn rì địa rì sắc ni na ba gia ma ta ba ma tấn đà già ta bà tấn đà du ngày thất ban ra già ta bà ta ba tấn ra tấn mùng ngày già ta bà ma tấn đà già già hiện ra tấn đà già ta bà ta ba ma bà lời thắng yên ra già ra bà nam mô ăn ra đảng na ra ra già già nam mô a di hiện đề thước bàn ra già ta ba vấn điện đồ mạng
Phạn Đà Dạ Ta Ba Đấng Điện Đồ Mạng Ta Ba Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thâm tâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp an tâu hồ, ngà kiếm thiên văn nguyện giải như lai chân thiền. Đông Phương Giáo Chủ Thập Nhị Nguyện Vương Tư Cụ Kim Đăng Diệu Đàn Trường Đành Lễ Tán Dương Tiêu Thái Thọ Duyên Hương Ta Bà Phi Thị Cụ Cư Thành Dự Đại Kinh Nhị Lục Nguyện Vương Tiêu Tội Cầu Tam Thiên Hóa Phật Giám Kiền Thành Trung Tu Tây Trúc Liên Hoa Thự Tế Dài Hiền Thọ Phúc Cơ Mạng Vì Bảo Hương Ninh Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Dược Sư Hải Bồ Tát Ma Tát. Đại chúng mở trang 24. Trang 24. Phương Pháp Sám Hối Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ Hân Thầy Chư Phần Thương Tường Chúng Sanh Dạy Cho Phương Pháp Đạo Tràng Dược Sư Nên Ngày Nay Chúng Con Đem Tánh Mạng Mà Quy Đành Lệ Chư Phật Nam Mô Tỳ Lô Gia Na Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Lưu Ly Quang Như Lai Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Kính Lại Tất Cả Chư Phật Khẩm Pháp Giới Thường Thì Quả Ước Kính Lại Tất Cả chư Phật cùng mười phương hầm thượng thiện tại kính lại tất cả chư Phật cùng mười phương hầm pháp giới thượng kính lại kính bản nguyện công đức của Đức Dược Sư Quán Như Lai Nam Mô Nhận Bồ Tát Nam Mô Bồ Tát Nam Mô Đăng Đại Thế Bồ Tát Nam Mô Vô Tận Ý Bồ Tát Bảo Đàng Hoa Bồ Tát Nam Mô Dường Vương Bồ Tát Nam Mô Dường Thượng Bồ Tát Nam Mô Di Lặc Nam Mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát Nam Mô Văn Phương Thọ Bồ Tát Kính Lại Vì đã
Đại Bồ Tát vui gây tiếng nhạc kính lại các vị đại thánh tăng là tôn giả. Vị tỳ kheo Nam Mô Cửu Thân Bồ Tát đành lễ chư Phật rồi lại sám hối tiếp đệ tử. Vì bốn ơn ba cõi và phạm giới chúng sanh nguyện đoàn trừ cả ba thứ chướng ngại. Không rồng mà ý bùa khắp ngày đêm liên tùng không có gián đoạn. Không muốn ai hay không sợ ác đau khổ. Không có nhân quả tội dưỡng như vậy mà chưa hề trải qua sự sám hối nào cả chúng con. Chữ phần khắp cả mười phương trước đức dược sư lưu ly tinh tường sâu xa nguyên lý nhân hòa. Hề trong sơ to lớn mà bồng bành sám hối đoạn tâm liên tùng mà phát tâm bồ đề đoạn ác tu thiền. Cả thân miền y đòi bò tỉnh số nặng nề. Ngày xưa bà thị lý đối với người nào cũng như bậc thánh giàu chỉ một điều thiện bằng tớ tâm mà thôi. Nghĩ nhớ đức Phật dược sư có cái sức của thể nguyện to lớn có thể cứu vớt con đem con ra khỏi biển hay chết mà đặt tâm trong. Từ bi thương xót nhiếp thọ tất cả đều chỉ tâm quý mang đành lễ Nam Mô Tỳ Lỗ Giá Na Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam Mô Vô Lượng Tận Ca Chư Phật cùng mười phương âm vang giới thượng thì quả lai kính bàn nguyện công đức của đức dược sư lưu ly quang như lai. Nam mô nguyện quang nam mô nguyện quang biến chiếu bồ tát. Nam mô văn thù sư lợi bồ tát. Nam mô thế âm bồ tát. Nam mô bảo đàm ý bồ tát. Nam mô bảo đàm bồ tát. Nam mô dược vương bồ tát. Bồ tát nam mô di lặc bồ tát. Nam mô thiếu tái chúng bồ tát. Nam mô tăng bà quan sáu ngàn vị đại bồ tát dưới cây tiếng nhạc kính lại Nam mô Cửu Thoát Bồ Tát đảnh lễ Phật. Sám hối tiếp đệ tử chúng con từ vô thị đến ngày nay có cái mình tham lam sân hận. Cái mình kiêu mạn ngạo ngược cái mình say mê tìm hay và chạy theo sắc đẹp cả.
châm. Danh hiệu diệt trừ tất cổ nào của chúng sanh nhầm định ấy rồi từ trong phóng ra ánh sáng lớn trong ánh sáng này diễn ra Đà La Ni Vĩ Đại. Sau đây Nam Mô Bạc Già Lũ Rô Bệ Lưu Lý Bán Lăng Bạc Ra Xà Gia Đáng Ta Yên Ra Giả Đảng Niên Đáng Về Sắc Tê Vệ Sắc Về Vệ Sắc Xa Tâm Mộ Yên Vệ Sắc Đồng Vánh Sáng Mình. Vì đây rồi Đại Địa Chấn Đồng Phong Vánh Sáng Lớn Hết Thải Chúng Sanh Thượng Đường Ngái Vui An Hùng. Do đó mà việc công năng sám hối là tề hưởng linh nghiệm bạn hoan nguyên là thuốc có lỗi đòi được là thuốc khôn khéo là thuốc không đồng vì tiếng hay sắc đẹp là thuốc lắng lòng thuyết dùng là thuốc trường như vậy già ra dần đi rồi liền thường thường đem uống những chúng sanh cùng một mình chúng sanh cần thuốc lẻ ra cùng một thuốc nếu nói có nhiều pháp thì là của hương của những thừa mà nói thì đâu có thêm có bớt có dơ có sành có lành có dư người đồng chiếm bao bao lấy thân vì bệnh nên tìm thầy uống thuốc mà được hết được lành. Chim bao thì rõ ra vốn là không bình, sự không bình cùng không uống chi thầy gửi thuốc nên bình của chúng sanh. Bệnh nguyên thuốc của chư Phật toàn là thuốc huyền, do đó mà biết pháp mà Như Lai biết ra mộng tướng mộng vì tướng vì giải thoát tánh rời diện sanh cứu cánh niết bàn chung quy về không. Một đám mây mà mưa xuống thì cây luôn lớn nhỏ gì cũng được tốt tươi, chúng con ngày nãy nhờ ơn phần mà được của đấng Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai không còn gõ nữa bình gỗ mới có khả năng tròn vẹn. Chúng con đồng xưng nhau cùng nhau nhân tâm xuống đời quy phần và tăng và bây giờ quy đành thái chư phần. Mời đại chúng nghe tiếng chuông cùng khởi thân lễ Phật.
thành lễ Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơi chỉ tâm đành lễ Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ơi chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật. Ơi kinh lại tất cả chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thuộc thì quá khứ. Kính lại tất cả chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thuộc thì hiện tại. Ơi kính lại tất cả chư Phật cùng mười phương khắp pháp giới thuộc thì vị lai. Ơi kinh lại kinh bản nguyện công đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ơi chí tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Quang Biên Chiêu Bồ Tát.
ơi chí tâm đảnh lễ ơi Nam Mô Nguyệt Quang Biên Chiêu Bồ Tát. Ơi chí tâm đảnh lễ Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ơi chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ơi chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đắc Đại Thế Bồ Tát. Ơi chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Tận Ý Bồ Tát. Ơi chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Đàn Hóa Bồ Tát. Ơi chí tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Vương Bồ Tát. Ơi chí tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Thượng Bồ Tát. Ơi chí tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Bồ Tát. Ơi chí tâm đảnh lễ Tiểu Tai Chướng Bồ Tát. Ơi chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tăng
Thọ Bồ Tát. Ơi kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ Tát dưới cây tiếng nhạc. Ai kính lạy ban vị đại thánh tăng là tôn giả A Nan và tám ngàn vị tỳ kheo. Chỉ tâm đảnh lệ Nam Mô Cứu Thoát Bồ Tát. Đành lễ chư Phật rồi lại sám hối thêm, nếu người nào muốn thoát bình khổ mà bảy ngày đêm thọ trì bát quan trai giới, nên đem đồ ăn đồ uống và đồ dùng lệ bái hành đạo cúng dường đừng Thế Tôn, dược sư Lưu Ly Quang, Như Lai Đồng Tùng, 49 biên đôn, 49 ngọn đèn đến, 49 ngày đêm ánh sáng không dứt, thì có thể qua được tai nạn nguy khốn không bị mọi thứ ngang trái và quỷ dữ tác hại. Ngày nay đệ tử cùng với những người hiện diện tất cả đều cùng cực tinh tiến, thắm đèn treo phan phóng sanh tu hương để được qua khỏi khổng khổ không gặp mọi sự. Nguyện xin Đức Như Lai chứng minh cho sự sám hối của con, đệ tử chúng con từ vô thì đến cũng không vui, nên biết tất cả đều vì quả bao xót lại của ác nghiệp từ quá khứ đến nay mà. Vì vậy ngày nay cần phải nỗ lực mà cầu xin sám hối quả bao an mộng. Khủng khiếp những sự không các tường của trong loài người, sám hối
qua báo bình dư liên năm, gọi dương năm chiếu không thể đứng đi của trong loài người. Sám hối qua báo đông môn hạ dình của trong loài người. Sám hối qua báo thủy tai hỏa hoàng trộm cướp giặc giả chiến tranh quy khốn của trong loài. Bị sư tử cọp sói rắn đồng bò càm rít va sâu làm hại của trong loài người. Sám hối hòa vào lo buôn khổ nào của trong loài người. Sám hối hòa báo thân miệng vài toàn là công cụ tạo tác và đủ thứ ác nghiệp của cả chúng sanh. Sám hối qua báo sẽ xa vào ba án đạo nhiều lần ngàn năm chiêu thống liền của cả chúng sanh. Sám hối qua báo đang ly trôi lăn vô cùng trong địa ngục súc sanh và của ga chúng sanh. Sám hối quả báo lại sanh nữa trong các án đạo của cả chúng sanh. Làm tội tớ người vì người sai sự của cả chúng sanh. Sám hối quả báo hoặc làm trâu bò thường bị đánh đầm lại còn quả báo luôn luôn mang nặng chờ nhiều đi theo đường phải đi mà bị đói khát hành. Bị vua em nuốt đồng và quỳ khởi thi nguy tạo yếu gì của trong loài người cùng loài. Trong hiện tại cũng như vị lai loài người cũng như chư thiên hòa báo có sống. Biển cố thời ương ách hoàng nạn suy tồn và quỷ phá chúng con ngại lai chi thành. Dược sư về thanh chúng quy tụ như biển cả mà cầu xin sám hối nguyện tiêu diệt cả trước đà. Cố gắng là bình nay thuốc này đồng là huyền hào lại cứu xét mà sám hối trọn vẹn hơn tài. Này nên từng từ phát nguyện ôi hướng đệ tử chúng con nguyện đem công đức được phát sanh. Chưởng ngài mà hồi hướng cài yên cho anh tài chúng sanh để cùng sám hối nguyện chung. Từ nay sắp đi cho đến ngày thực hiện tuệ giác vô thượng nhớ khổ sanh tử mà phát bồ đề tâm. Bỏ ra về danh thân tâm an lạc sống lâu vô cùng ảo cơm sung túc nhà cửa thân thuộc đồ dùng. Hình tượng đoán chánh trí tuệ thông minh uy nghiêm dụng liệt các tướng giả xóa hộ vệ chư phần. Làm gì cũng được ân tranh của đức từ bi lạy tự chúng con lại nguyện từ nay trở tuệ giác bồ đề tướng tốt tướng phụ và ánh sáng điều trang lệ là và hơn cả nguyện chúng sanh. Tùy ý hướng mà làm mọi sự nghiệp nguyện chúng sanh cũng được vô tận những vần. Cửa thân thuộc vào dùng
đầy đủ tất cả lại nguyện tất cả chúng sanh sống lâu giàu có quan chức con trai. Cầu gì cũng toại nguyện cả nguyện tất cả quốc độ trăm sự quái dị chính cái chết ngang trái tam tư. Bà nữ tai hòa nước khác xâm lăng quấy nhiều đạo tặc làm phản làm loạn ân tài nàng dư. Quận đô yên ổn gió mưa điều hòa lúa ma thành thùng mọi người vô bình vui vẻ hành nguyện. Sáng chói ơn lên trong từng ý nghĩ cứu giúp chúng sanh đau khổ thì luôn luôn. Cứu giúp bản thân lại nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra ở đâu cũng không rơi nhầm. Mọi rơ mà lại sắm vào gia đình chánh tinh tướng màu đoan nghiêm trí tuệ biện tài viện ly ác pháp. Thiện ngũ kiên trì giới hạnh kiến lập đại thừa lại nguyện đời đời kiếp kiếp sắm ra ở đâu cùng. Phá hủy lưới ma phân chi mà tu hành đầy đủ sáu ba la mật quảng tu cúng dường để trang. Phước tuệ nhẫn nhục tinh tấn để thực hiện tuệ giác bồ đề chúng con ngày nay nên nghĩ báo. Dược sư lưu ly quang Như Lai bằng cách thương nên như vậy. Xà lũ rô bệ lưu ly bán lặng bàn ra xà gia đàn tha yến đa giả ra an đê. Bồn đà gia đáng điện tha án bê sang thề về sang thề về sắc xà tam mồ nguyện đê xóa. Phạn đê bê sắc xà lũ rô bệ lưu ly bán lặng bàn ra xà gia đàn tha yến đa giả. Tam miêu tam bồn đà gia đáng điện tha án bê sang thề về sang thề về sắc xà tam mồn. Thẳng ra xà dạ đáng đa yên đa dạ ra ăn đế tam miều tâm. Về sắc xà tam mồ yên đế xóa nam mô dược sư hồi thượng phần bồ tát nam mô dường. Tạng nam mô dược sư hồi thượng phật bồ tát. Kính lại Đức Dường Sư chánh giác rất vi diệu ở cõi tình lưu ly thuộc phía đông cõi này. Ngài thật khó nghi bàn và không ai sánh bằng với mười hiệu tôn xưng trong nhân đã phát ra mười hai môn đại nguyện trong quả đã viên mãn trong ngàn loại tướng hào biển từ bi rộng lớn. Cao cả không để ghen cho cùng. Nam mô Đông Phương Tịnh Lưu Ly giới dược sư lưu ly ứng cùng chánh biến tri minh hành túc thiền thể thế gian dài vô thường sì trường vô thiên nhân sư phận thế tôn. Sư lưu ly quang
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật. Mời đại chúng mở trang 56, trang 56 Tâm Kinh. Ma bán nhà ba la mận đa tâm kinh quán từ tại Bồ Tát hành thâm ba la mận đa lời chiếu kiến nguồn giải không độ những biết khổ ánh xa lời tự sanh bất dị không sanh đến thì không không đến thì sanh thọ tưởng hành thức diên vốn như thì không rung vô sắc vô hòa lượng hành tướng vô nhạc gì thì điện thân ý vô sắc xung vào vô nhạc giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diện vô vô minh thần này chỉ vô lào từ diệt vô lào từ thần đạo vô trí diệt vô đắng dị vô sợ đắng cố bồ đề tát đoạ ý bát nhà ba la Bồ Hoài Ngài Cô cùng bố viện ly điên đạo mộng đường cú cánh niết bàn tam thế chư Phật Bà La Mận Đa Cố Đăng A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Cổ Trí Bát Nhà Ba La Mận Đa Thị Đại Thần Chú Thị Vô Thượng Chú Thị Vô Đằng Đằng Chú Năng Trừ Như Thiết Khổ Chân Thiền Vận Hư Cố Bát nhà chủ thân thiên chủ viên đế đệ ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát ba yết đề yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát ba yên đế ba la yên đề bồ đề tát ba đà liên tha ăn khê hồng hồng nhậu pha ra nhậu và ra quán ra nhậu và ra quán ra nhậu đề sẵn xa sẵn trí rị sẵn trí rị ta vẫn ra vẫn ra viên đề ca thức trì dễ ta và đà đậm ma bác ra đề à đa xa ta lằng lầm đạn liên tha nhầm và ra bán ra nhầm và ra bán ra nhầm và ra đề sắc xa sắc trí rì ta vân ra viên đề ca thân rì về ta và nam mô tam bạn đa môn đà nằm ma bán ra đề à an ghê 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 hồng hồng nhập phả ra nhầm và ra bán ra nhầm và ra bán ra nhầm đề sẵn xa sẵn trí rị ta vẫn ra viết đề ca thất rị ta ba cuối đầu trước mười phương chư Phật chúng con nguyện kính tín phát lời thể nguyện độ sinh đi theo giáo pháp luật kinh chỉ bài ngày nào cung mãi biết ơn cần ngày đêm lo tạo bán tầng trăm phương ngàn kế không lãng một bước xa đường xuống ô vì vô minh lắm độ trưng chuyên
cõi triền miên mang thân tư đại tham phiền biết bao. Vậy nhân thế hài bao xét kỳ, kiếp phù sinh khó nghĩ lần lỡ khuyên đừng đem già thường. Trăm năm cuộc thế như gờ, lòng kính kệ sớm trưa, nguyện con ra khỏi nắng mưa cõi thần ngưỡng cầu chư Phật. Đệ tử phát nguyện ân cần thiết tha, một là nguyện Đức Di Đà, cầu xin ba tánh trẻ già khắp nơi làm lành anh dư, nhà nhà an lạc nơi nơi thái hòa. Hay là nguyện Đức Thích Ca trở đời ly loạn hóa ra thái bình, mở mang vận hội văn minh, tâm thần thơ thới nhân tình trung lương. Ba là nguyện chuẩn đề vương thần thông dẹp hết bốn phương chiến trường, đổ người ngô nghinh giúp bao tai nạn xảy ra, cùng người tất bình điều hòa an thuyên. Năm là nguyện Đức Phổ Hiền độ người chân chánh giữ quyền an dân, bốn phương tương ái tương thân, đồng tuân pháp nước nhân dân kính nhường. Nguyện Địa Tạng Vương độ người siêu lạc bốn phương được về. Thần bảo quan minh có sen chính phẩm như hình bánh xe, áo thất bào hòa quê đèn nương bán công sành sẽ tinh vi, bảy hàng cây báo lưu ly ngát hương, cuối sinh chư Phật đối thương hộ trì. Kỳ nguyện công đức thù thắng hành, vô biên năng hướng giai hồi. Phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh, tông vàng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đăng trí tuệ chứng minh liều. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Phù màu ở hoa khai chiến phần hộ vô sanh, bấn thôi Bồ Tát vi vàng lự, quyền dị thử công đức phổ cầm. Giai cộng thành Phật đạo. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Vừa rồi bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương hoa thành kinh thiết tha, dâng lên cúng dường thánh lệ. Kính nguyện Phật Pháp Tăng Tam Bảo Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai chứng minh công đức gia hộ chúng con, thân tâm an lạc, tai chướng tiêu trừ, tinh tấn tu học, phúc tuệ trang nghiêm, giới thể châu viên tâm bồ đề, tăng trưởng sở nguyện viên thành. Lại nguyện trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ, bánh xe pháp vận chuyển không dừng, mong hoa đàm lại nở giữa mùa xuân, nguyện cây giác trổ hoa đầu sớm hà. Nguyện tái hiện đạo tràng pháp hoa bát nhà, dựng nên pháp hội phương đằng hàm, vẽ vang dòng họ Thế Tôn, rạng rỡ tông môn Ca Diếp, nghìn thu vàng son tổ nghiệp muôn thuở, rạng rỡ tông phong, tăng ni đạo lực thậm thâm, thiền tính tính tâm kiên cố, nguyện nhà nhà hạnh phúc an khang, cầu đất nước hòa bình hưng thịnh, năm châu an định, bốn biển thanh bình, tình với vô tình đồng thành, Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Từ tàng trí tuệ như hài, tự quy tăng đương nguyện chúng mà sanh, thống lý đại chúng nhưng thiết vô ngài, chúng sanh vô biên thể nguyện độ Phật đạo vô thượng thể nguyên thành. Mời đại chúng xả chân. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Như Lai Thế Tôn. Nguyện con thân tâm thường an tịnh.
tâm thanh lệ Nam Mô Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Như Lai Thế Tôn. Nguyện con sớm thành tựu nhất tâm. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Như Lai Thế Tôn. Nguyện con rộng độ khắp chúng sanh. Kính thưa đại chúng, ngày mai thứ sáu chúng ta nghỉ tụng kinh, thay vào đó là lúc 6:30 sẽ có lớp thiền bằng tiếng Anh, và ngày thứ bảy chúng ta sẽ có một ngày tu bát quan trai từ 9:00 sáng đến 10:00 tối. Xin nhắc lại để đại chúng nhớ và cùng tham dự, hoặc trực tiếp tại tu viện Trúc Lâm, hoặc tham dự thời khóa online. Xin cảm ơn đại chúng. Mời đại chúng, chúng ta sẽ có ngồi thiền chút xíu. Vị nào không có ngồi thiền thì có thể xá Phật lui về. Vị nào ở lại ngồi thiền thì xin mời. Dẫn đây.